Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chuyên mục tử vi hàng ngày của 12 con giáp trên kênh Ly Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý anh chị thân mến, trong cái video tiếp theo của chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn tử vi ngày 27 tháng 2 năm 2020 dương lịch của 12 con giáp. Tử vi ngày hôm nay sẽ giúp các bạn biết về cái công việc, tình cảm, tiền bạc, căn mệnh của 12 con giáp. Trong ngày hôm nay, con giáp nào được gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương, thì trong cái tử vi ngày hôm nay thì sẽ giúp các bạn xem xét mọi cái khía cạnh tốt xấu qua cái video này. Xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung chính của ngày hôm nay. Trước hết chúng ta cùng xem cái thông tin chung của cái ngày 27 tháng 2 năm 2020 dương lịch. Ngày 27 tháng 2 năm 2020 là vào ngày thứ 5 của năm 2020 dương lịch. Âm lịch là vào ngày mùng 5 tháng 2 năm Canh Tý, tháng Kỷ Mão, năm Kỷ Hợi, ngày Hoàng đạo là ngày tốt. Tuổi xung khắc với ngày là Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần. Tuổi xung khắc với tháng là Tân Dậu, Ất Dậu. Giờ Hoàng đạo là giờ Tý từ 23 đến 1 giờ, Sửu là từ 1 giờ đến 3 giờ, Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, Thân là từ 15 giờ đến 17 giờ, Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Việc nên làm: xuất hành, đi tàu thuyền, khởi tạo, động thổ, san nền, đắp nền, đào ao giếng, tháo nước, các việc trong vụ chăn nuôi, mở thông sông ngòi, cầu thầy chữa bệnh, bốc thuốc, uống thuốc, nhập học, học kỹ nghệ, vẽ tranh, tu sửa cây cối. Việc kiêng kỵ là chôn cất. Và hướng tốt trong ngày là Tây Bắc và Tây Nam. Ở trên đây đấy là một số cái thông tin chung về ngày 27 tháng 2 năm 2020 dương lịch mà chúng tôi muốn cung cấp đến quý vị để quý vị nắm rõ hơn về cái ngày này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tử vi của 12 con giáp trong ngày 27 tháng 2 này. Thứ nhất, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về người tuổi Tý. Tử vi hôm nay của người tuổi Tý, công việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Tử vi dự báo tuổi này sẽ có những cái quyết định vượt trội trong quá trình làm việc hôm nay. Bản thân có sự hỗ trợ của quý nhân nên đã thể hiện được cái năng lực và tiếng nói của mình trong môi trường làm việc tập thể. Về tiền tài tài lộc, dùng dính hanh thông, nhờ có thực thần phù trợ đã đem lại sự thoải mái dư giả trong chi tiêu. Về tình cảm, viên mãn tốt đẹp, cho dù là tình cảm bạn bè hay tình yêu đôi lứa thì để có được những phút giây thoải mái bên nhau, đây cũng chính là cái thời điểm thích hợp để các cặp đôi tiến tới hôn nhân. Màu sắc may mắn là màu cam, quý nhân phù trợ là tuổi Thân, con số may mắn là 4 và 15. Tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với người tuổi Sửu trong ngày 27 tháng 2 này. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Sửu, công việc diễn ra tương đối dễ dàng, nhờ có cát tinh phù trợ nên không cần phải lo lắng nhiều đối với các cái vấn đề về công việc. Tuy nhiên vẫn có một số trở ngại phát sinh bất ngờ. Lúc này chỉ cần bản thân có niềm tin vào khả năng của mình thì không có chuyện gì không giải quyết được. Về tiền bạc tài lộc dồi dào, hanh thông, nhờ khả năng nắm bắt thời cơ kiếm tiền nên thoải mái trong việc chi tiêu mua sắm. Về tình cảm, khởi sắc thăng tiến, nhờ có tam hợp che chở mà tình yêu đôi lứa càng thêm nồng nàn và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Các cặp đôi lứa có thể yên tâm tận hưởng những phút giây hạnh phúc lãng mạn bên nhau. Màu sắc may mắn là màu xám, quý nhân phù trợ là tuổi Tỵ, số may mắn là 8 và 10. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tử vi ngày 27 tháng 2 của người tuổi Dần. Về tiền bạc tài lộc không tệ, nhờ có chính tài phù trợ, mặc dù công việc trắc trở nhưng nhanh chóng thoát khỏi cảnh túng thiếu vay mượn. Về tình cảm, thăng hoa tốt đẹp, tình yêu nồng nàn, trọn vẹn của đôi lứa đã mang lại cho bản thân nhiều động lực trong các cái phương diện của cuộc sống, nhất là trong công việc. Người tuổi Dần và nửa kia có thể hòa hợp tốt là nhờ sự chia sẻ cảm thông, thấu hiểu lẫn nhau. Màu sắc may mắn là màu nâu, quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, con số may mắn là 3 và 21. Bây giờ chúng ta cùng đến với người tuổi Mão trong ngày 27 tháng 2. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Mão, công việc diễn ra bình ổn, nhờ có quý nhân giúp đỡ nên vận trình công danh sáng lạn. Ngoài ra, khả năng quan sát và lập luận
và đưa ra kết quả tốt giúp bản thân dễ dàng tìm ra và khắc phục được những cái vấn đề một cách nhanh chóng. Về tiền bạc tài lộc có điểm sáng, mặc dù thu nhập đang có vẻ chững lại nhưng dường như bản thân đã có trong tay khá nhiều cơ hội để kiếm tiền. Về tình cảm, ảm đạm, thiếu trọn vẹn do cách cư xử lẫn lời nói của người kia luôn khiến con giáp này phải để tâm buồn phiền, nhưng may mắn là nhận được sự an ủi từ các thành viên khác trong gia đình nên buồn phiền giảm đi phần nào. Màu sắc may mắn là màu vàng, quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, con số may mắn là 9 và 10. Tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng tìm hiểu người tuổi Thìn trong ngày 27 tháng 2. Thì tử vi hôm nay người tuổi Thìn công việc diễn ra hanh thông, các kế hoạch đang thực hiện vẫn đang trên đà phát triển khá tốt, sự cố gắng của bản thân đã được đền đáp xứng đáng, tinh thần hăng say, nhiệt tình nên có thể dễ dàng chinh phục được các cái mục tiêu trước mắt. Về tiền bạc tài lộc dồi dào, nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt nên bản thân chỉ cần nhanh nhạy nắm bắt thì sẽ thu về được một khoản khá nhiều. Về tình cảm, rực rỡ thăng hoa, thời gian là thứ chứng minh cho tuổi Thìn với nửa kia của mình càng thêm nồng nàn, bền vững. Người tuổi Thìn độc thân cũng nên dốc hết tâm ý, tấm lòng để chinh phục trái tim của người mình đã để ý tới. Màu sắc may mắn là hồng, quý nhân phù trợ là tuổi Dậu, con số may mắn là 4 và 16. Và bây giờ chúng ta cùng đến với người tuổi Tỵ trong ngày 27 tháng 2. Quý vị thân mến, tử vi hôm nay của người tuổi Tỵ công việc diễn ra tốt đẹp, bình ổn. Con giáp này có cơ hội rất tốt để chứng minh năng lực và bản lĩnh của mình trước cấp trên. Ngoài ra, nhờ có sự khiêm tốn và cầu tiến của mình mà người tuổi Tỵ đã có bước thay đổi ngoạn mục, khiến mọi người bất ngờ và thán phục. Về tiền bạc, tài lộc ổn định dồi dào, tử vi dự báo sẽ có những tin vui liên quan tới tài chính. Bản thân hãy hoàn toàn có thể an tâm về túi tiền của mình. Vì tình cảm có dấu hiệu phai nhạt, ảm đạm, bản thân cần phải dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn cho nửa kia thay vì vùi đầu vào công việc để rồi mọi chuyện vỡ lở. Người độc thân nên mạnh dạn theo đuổi người mình yêu thương thì lúc đó mới có cơ hội được đáp trả tình cảm. Màu sắc may mắn là màu đen, quý nhân phù trợ là tuổi Sửu, con số may mắn là 2 và 21. Tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với người tuổi Ngọ trong ngày 27 tháng 2. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Ngọ công việc diễn ra tương đối khó khăn. Tử vi dự báo sẽ có xích mích và bất đồng quan điểm nổ ra gay gắt với đồng nghiệp. Cần phải hạ thấp cái tôi của mình để không gây ác cảm trong mắt những người xung quanh và giữ được hòa khí tốt trong công việc. Về tiền bạc tài lộc không có nhiều biến động, bình ổn. Nhưng bản thân nên sớm có kế hoạch chi tiêu khoa học hợp lý, tiết kiệm hơn để tránh lâm vào cảnh tung thiếu. Về tình cảm khá nồng nàn, cháy bỏng, thăng tiến mạnh mẽ, người tuổi Ngọ và nửa kia luôn dành cho nhau sự quan tâm chân thành trong tình yêu, tôn trọng tới quyền riêng tư của nhau nên hoàn toàn có thể dung hòa và phát triển tốt mối quan hệ này. Màu sắc may mắn là màu nâu, quý nhân phù trợ là tuổi Dần, con số may mắn là 8 và 23. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với tử vi ngày 27 của người tuổi Mùi. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Mùi thì công việc diễn ra tương đối phức tạp, sẽ có bất đồng ý kiến trong mối quan hệ với đồng nghiệp, đồng thời nảy sinh nhiều mâu thuẫn khiến không khí làm việc luôn căng thẳng. Bản thân cần sớm lấy lại tinh thần và tập trung trong công việc hơn. Về tiền bạc tài lộc kém sắc, ám đạo, bản thân chưa đạt được các cái mong muốn đã dự định. Về tài chính trong ngày, vì sự lơ là, thiếu cố gắng của mình. Về tình cảm, có chuyển biến rực rỡ, nhờ có tam hội quý nhân trợ giúp mà con giáp này đã tìm được cho mình những mối duyên tình ưng thuận. Trong tình duyên đôi lứa, chỉ có tình cảm chân thành và sự tận tâm mới giúp mối quan hệ được lâu bền. Màu sắc may mắn là màu đỏ, quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, con số may mắn là 4 và 15. Tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với tử vi ngày 27 tháng 2 của người tuổi Thân. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Thân về công việc diễn ra khá bình ổn, êm xuôi. Người tuổi Thân hôm nay phải tranh thủ thời điểm trước mắt để thể hiện năng lực của mình với cấp trên và giành lấy cơ hội để thăng tiến. Con đường chinh phục thành công luôn luôn không bao giờ dễ dàng, vì vậy nên kiên trì và nỗ lực hơn nữa. Về tiền bạc, tài lộc gặp xui xẻo trì trệ do ảnh hưởng của kiếp tài nên dễ trở thành đối tượng bị lợi dụng,
lừa lọc, tiền bạc, hãy nên cẩn thận trong những ngày này. Về tình cảm, không được như mong đợi, có chút rắc rối. Ảnh hưởng của thân tị tương hại khiến bản thân gặp nhiều rắc rối trong tình cảm chỉ vì sự thờ ơ của nửa kia. Người tuổi thân đã dốc hết tâm ý cho người mình yêu thương, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận về sự lạnh lùng, vô tình từ đối phương. Màu sắc may mắn là màu hồng, quý nhân phù trợ là tuổi Tý, con số may mắn là 5 và 15. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tử vi ngày 27 tháng 2 của người tuổi Dậu. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Dậu, công việc diễn ra suôn sẻ do có tị Dậu bán hợp đã giúp người tuổi này có hiệu quả công việc luôn đạt được ở mức cao nhất, tinh thần trách nhiệm và lòng hăng say, nhiệt huyết với công việc tăng mạnh trong thời gian này. Mọi rắc rối dường như chẳng thể cản trở được bước thăng tiến của họ. Về tiền bạc tài lộc có điểm sáng, hanh thông, bản thân cần chú ý và nhanh nhạy chớp nhoáng tóm lấy cơ hội trước mắt để tăng tốc giành lấy cơ hội kiếm tiền trong tương lai. Về tình cảm vô cùng mỹ mãn thăng tiến, có ngũ hành tương sinh đã giúp cho chuyện tình yêu đôi lứa thêm nồng nàn và mãnh liệt. Từ hai phía đều có ý thức chăm lo cho cuộc sống gia đình và nỗ lực xây đắp tình cảm, nên cả hai đều có những giây phút trên cả tuyệt vời. Màu sắc may mắn là màu nâu, quý nhân phù trợ là tuổi Sửu, con số may mắn là 2 và 3. Ngày tiếp theo chúng ta cùng đến với tử vi của người tuổi Tuất trong ngày 27 tháng 2. Quý vị thân mến, tử vi hôm nay của người tuổi Tuất về công việc diễn ra không dễ dàng do ảnh hưởng của tự hình khiến nhiều dự định từ trước của bản thân không được thực hiện đúng như mong muốn. Sẽ có những cái tình huống xấu phát sinh bất ngờ trong ngày này gây ra nhiều rắc rối. Vì vậy, hãy giữ bình tĩnh và tinh thần thông suốt để tránh những cái rắc rối không đáng có. Về tiền bạc tài lộc liên xuống thất thường, nếu có sự tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng từ trước thì phần nào sẽ giúp bản thân hạn chế được những cái thất thoát ngoài ý muốn. Về tình cảm không được tốt lắm, bản thân người tuổi Tuất luôn có những điều băn khoăn trăn trở trong lòng do cuộc sống. Nếu đã cố gắng hết sức mà vẫn không tìm được tiếng nói chung thì việc cho nhau lối đi riêng là điều cần thiết. Màu sắc may mắn là màu đỏ, quý nhân phù trợ là tuổi Thân, con số may mắn là 9 và 21. Và cuối cùng chúng ta cùng đến với con giáp thứ 12 trong số 12 con giáp, đấy là con giáp tuổi Hợi trong ngày 27 tháng 2. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Hợi công việc diễn ra suôn sẻ hanh thông, nhờ có quý nhân phù trợ mà bản thân không phải tốn nhiều thời gian trí óc vẫn hoàn thành được tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, đây là thời điểm phù hợp cho những ai nhảy việc hoặc chuyển đổi công tác hay mở rộng quan hệ xã giao. Về tiền bạc tài lộc vô cùng vượng phát tài, người tuổi Hợi đón nhận nhiều tin vui và may mắn liên quan tới tài vận tiền bạc trong ngày. Về tình cảm êm ấm thuận hòa, công việc và tài lộc đều thăng tiến, gia đạo yên vui, tình cảm vợ chồng nồng nàn và son sắt, mang lại sự phấn chấn và nguồn năng lượng mạnh mẽ vô cùng. Cho dù có bất đồng hay mâu thuẫn xảy ra trong tình cảm cũng đều nhanh chóng được giải quyết êm đẹp. Màu sắc may mắn là màu đen, quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, con số may mắn là 9 và 14. Quý anh chị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị vận trình 12 con giáp trong ngày 27 tháng 2. Xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc hay muốn tư vấn riêng về tuổi của mình, quý anh chị vui lòng ghi rõ rồi để lại ở phần bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ tư vấn và phản hồi lại trong thời gian sớm nhất. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, công việc mọi sự hanh thông và mọi việc đều thành công như ý. Thay mặt những người làm chương trình, xin chúc quý anh chị có một ngày mới luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo của chúng tôi.